xài iPhone 10 năm, chắc chắn bạn chỉ biết điều này. Khi cho người khác mượn máy và họ đem lại trả, bạn hãy kiểm tra như thế này. Sau 101 thăng gọi để kiểm tra tài khoản của chúng ta có đúng như lúc mình cho mượn hay không. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Bạn giàu á, bạn xài iPhone. Còn tôi á, tôi nghèo, tôi cũng xài iPhone. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Xài điện thoại iPhone 3 năm, chắc chắn bạn chỉ biết điều này. Sau khi có cuộc gọi đến như thế này, nút xanh là chúng ta bắt máy, còn nút đỏ chúng ta sẽ tắt máy. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Xài điện thoại iPhone 3 năm, chắc chắn bạn chỉ biết điều này. Ở trên máy iPhone chúng ta, đây là cái nút chuyển chế độ. Màu đỏ là chế độ rung, im lặng. Còn chế độ đây là chế độ chuông và rung bình thường. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Xài iPhone 10 năm, chắc chắn bạn chỉ biết điều này. Trên điện thoại iPhone chúng ta khi iPhone hết pin, và đây, đây là dây cắm, và đây là cái lỗ sạc pin. Chúng ta đưa vào như thế này, thế là đã sạc rồi. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Xài iPhone 10 năm, chắc chắn bạn chỉ biết điều này. Đây nha các bạn, đây là chúng ta muốn dùng 3G, chúng ta mở ở đây. Và dùng Wi-Fi chúng ta mở ở đây. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Xài iPhone 10 năm, chắc chắn bạn chỉ biết điều này. Trên điện thoại iPhone của chúng ta, hai nút này là tăng giảm âm lượng nha các bạn. Còn nút bên này là khóa nguồn và tắt nguồn. Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Các bạn đã từng làm điều này cho vợ các bạn chưa? Thật là vãi chưởng các bạn ạ. Xài iPhone 10 năm, chắc chắn bạn chỉ biết điều này. Trên điện thoại iPhone của chúng ta đang tắt màn hình như thế này, chúng ta nhấn vào nút home như thế này, thế màn hình nó đã sáng rồi. Thật là vãi chưởng các bạn ạ.